nhà đang trên bên cô center nha mặt cô bác ơi. Đó, đi 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 tự nhiên đi đi tự nhiên đi đó. Đi ra chỗ cái công viên gì đó. Công viên hành đi cửa đó. Quay cô bỏ cái tay xuống đi, cô làm bộ tôi thấy rồi, quay cô làm bộ mới đưa cái tay. Cô làm bộ cô diễn. Cô diễn mà cô không nói. Đâu cái này bắt mất hai hoa. Khổ ghê. Người này là chuyên bắt bướm hai hoa. Cà phê ra chút kìa đây. Đó, vô đi. Hello Bích, hello Bích, hello cô Ngọc. À, quay lại là cô Diệp. Đó, hello.
đi theo đi. Cơm gà, cơm Việt, cơm Việt nó món không có phần thôi. Món không à. Cây mà thèm món hết á. Ở nhà vô quán xin khăn hút mặc vào cô bác này. Đang coi menu để chọn món nè. Chụp lên trên ba cô ba thịt cá cũng mấy mình nó bố đây cô ba châm làm món hấp dẫn này. Hấp dẫn nghe cô ba châm. Bố tên cô ba châm. Chú Linh đang ăn món mì Hồng Kông nè, mì Hoành Thánh Hồng Kông, ngon lắm, tuyệt vời. Ngon lắm chú Linh. Chú ăn cơm gà, ngon lắm. Chánh thiện Hải Nam ha. Chánh thiện Hồng Kông, tuyệt vời ngon. Rồi, chú Linh. Con chạy. Kia đang mình quay phim rồi. Là nồi lẩu hải sản à, ngon không? Bếp trưởng Mai đang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bay đi ngủ. Hola.